Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình căng thẳng tại Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Ông Putin hết lộ lý do tự tin Nga nắm chắc chiến thắng ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tổ hợp công nghiệp quân sự hùng mạnh của Nga đang đẩy mạnh sản xuất và đây là một trong những lý do chính chiến thắng của Nga ở Ukraine là điều tất yếu. Alara Pia đưa Phát biểu trước các công dân, tại một nhà máy chuyên sản xuất các hệ thống phòng không ở Saint Petersburg hôm 18 tháng 1, ông Putin cho biết tổng sản lượng thiết bị quân sự đang được Nga sản xuất đã tăng lên đáng kể và Moscow đang tạo số lượng tên lửa phòng không tương đương với phần còn lại của thế giới cộng lại hoặc gấp 3 lần Mỹ. Để đạt được kết quả cuối cùng và chiến thắng là điều tất yếu, có một số nguyên nhân. Đó là sự đoàn kết và gắn bó của người Nga, lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của các chiến binh của chúng ta và tất nhiên là công việc của tổ hợp công nghiệp quân sự và những người như các bạn. Nga đảm bảo sẽ chiến thắng, tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Ông Putin nhấn mạnh. Trước đó, tổng thống Putin đã tham dự một sự kiện với các cựu chiến binh để kỷ niệm 80 năm cuộc bao dây thành phố Petersburg, nơi bị lực lượng Đức Quốc xã phong tỏa trong gần 900 ngày. Ông nói với các cựu chiến binh rằng Nga đang chiến đấu ở Ukraine để bảo vệ người dân tộc Nga và người nói tiếng Nga những người mà Moscow cho là đối tượng bị phân biệt đối xử có hệ thống ở Ukraine. Kiev đã bác bỏ các buộc này và nói rằng Moscow đang sử dụng nó như một cái cớ để chiếm đất theo kiểu thuộc địa. Những gì chúng tôi đang làm hôm nay, bao gồm cả hoạt động đặc biệt của chúng tôi, là một nỗ lực nhằm bảo vệ người dân của chúng tôi sống trên những vùng lãnh thổ này, ông Putin nói. Đây là những lãnh thổ lịch sử của chúng tôi. Nhà lãnh đạo nói, ám chỉ thực tế rằng phần lớn lãnh thổ Ukraine ngày nay từng là một phần của đế quốc Nga. Ông Putin nói Nga bị lừa gạt trước chiến sự Ukraine. Ông Putin cho biết Nga bị dắt mũi và lừa gạt khi cố đạt thỏa thuận hòa bình ở Ukraine nên không còn sự lựa chọn nào khác ngoài mở chiến dịch quân sự. Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày phá vòng vây Leningrad, Tổng thống Putin ngày 18 tháng 1 tuyên bố Moscow không thể khoanh tay ngồi yên khi Ukraine bắt đầu loại bỏ nhiều người chỉ vì họ có mối liên kết với văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống Nga. Tổng thống Putin cho rằng vùng Donbass gồm hai tỉnh Donetsk và Lugan, là lãnh thổ lịch sử của Nga và ông quyết định phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm chấm dứt xung đột kéo dài 8 năm và bảo vệ người dân ở đây. Chúng tôi đã chịu đựng một thời gian dài và cố gắng đạt thỏa thuận, song hóa ra đã bị dắt mũi và lừa gạt. Tổng thống Putin nói, dường như đề cập tới thỏa thuận Minsk được Bộ tứ Normandy bao gồm Nga, Ukraine, Pháp và Đức ký năm 2014 và 2015 nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Ông Putin tuyên bố Nga đã cố gắng hết sức để giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình, nhưng điều này tới đây là không thể. Kẻ thù đang chuẩn bị đưa cuộc xung đột vào giai đoạn quyết liệt và gay gắt. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài thực hiện những gì mình đã làm, ông nói về chiến dịch quân sự của Nga. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố nước này sẽ coi chiến dịch quân sự hoàn thành mục tiêu khi Ukraine không còn gây ra mối đe dọa quân sự trực tiếp với Nga. Ông Lavrov cũng tuyên bố Ukraine phải ngừng quấy rối và phân biệt đối xử với những người gốc Nga để chấm dứt chiến sự. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2 năm ngoái. Sau hơn 10 tháng, chiến sự được đánh giá bước vào giai đoạn bế tắc khi chưa bên nào đạt được tiến bộ đáng kể. Giao tranh dữ dội tiếp diễn tại thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk. Nga chưa kiểm soát được Bakhmut sau nhiều tháng tấn công, song đạt một số bước tiến xung quanh khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố Soledad lân cận. Ông Putin bị tố có nhiều đồng minh bí mật ở châu Âu. Nhật báo La Vanguardia của Tây Ban Nha dẫn lời Thủ tướng Pedro Sanchez ngày 17 tháng 1 cho biết có nhiều người ủng hộ thầm lặng Tổng thống Nga Putin và chính quyền Nga ở các nước châu Âu. Theo La Vanguardia, tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, ông Sanchez cá buộc Tổng thống Nga không đơn độc cho mong muốn chia rẽ thế giới và quay ngược thời gian. Ông ấy có nhiều đồng minh ở châu Âu, những người hiện đang che giấu sự đồng cảm với ông Putin. Nhưng chỉ một năm trước, họ đã đến gặp ông ấy và ca ngợi ông ấy những tuyên bố của ông Sanchez khiến nhiều người liên tưởng tới cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine, cựu Thủ tướng Ý Silvio Berlusconi đã bị cáo buộc là có quan hệ thân cận với ông Putin. Theo các phương tiện truyền thông Ý, tại một cuộc họp kín của đảng Forza Italia của mình, Berlusconi đã thừa nhận rằng ông đã nối lại quan hệ với Tổng thống Nga Putin. Thậm chí Berlusconi còn tiết lộ Tổng thống Putin đã gửi tặng ông một thùng rượu vodka nhân dịp sinh nhật. Ngoài ra, cựu chủ tịch Văn phòng Bảo mật Thông tin Liên bang Đức, Ansombon, là người vừa bị sa thải do có liên hệ trực tiếp với các cá nhân thuộc cơ quan an ninh Nga cũng là cái tên được chú ý. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Putin vừa đề nghị quốc hội thông qua điều luật rút Nga khỏi 21 thỏa thuận liên quan tới hội đồng châu Âu trong lúc căng thẳng leo thang vì chiến sự Ukraine. Tổng thống Nga Putin đã chuyển cho chủ tịch Hạ viện Vyacheslav Volodin dự luật chấm dứt sự tham gia của Nga vào các hiệp ước của Hội đồng châu Âu dựa theo các điều khoản trong luật liên bang năm 1995 vào ngày 17 tháng 1. Theo dự luật, 21 hiệp ước sẽ không còn hiệu lực áp dụng với Nga từ ngày 16 tháng 3, trong đó có Công ước Bảo vệ Nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, Công ước châu Âu về chấn áp khủng bố. Trước đó, hồi tháng 2 năm 2022, 42 trong số 47 thành viên COE đã bỏ phiếu đình chỉ tư cách thành viên của Nga do cuộc xung đột tại Ukraine Nga lên án đồng thái này và thông báo rút khỏi COE hôm 15 tháng 3 năm 2022. Quan hệ giữa Nga và các nước châu Âu đã leo thang căng thẳng kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine. Châu Âu cùng Mỹ đã áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt Nga và viện trợ khí tài tích cực cho Ukraine, bất chấp Moscow cảnh báo điều này chỉ khiến xung đột kéo dài và gieo thêm đau khổ cho người dân Ukraine. Ukraine sắp có khí tài mới khiến không quân, hải quân Nga mất ăn mất ngủ. Trung tướng Mỹ đã nghỉ hưu, Ben Hodge cho biết, Mỹ sẽ sớm cung cấp cho Ukraine một loại khí tài khiến quân đội Nga, đặc biệt là không quân và hải quân, lo lắng, mất ăn, mất ngủ. Politico đưa tin, chính quyền của Tổng thống Joe Biden trong tuần này sẽ công bố gói khí tài mới cho lực lượng Ukraine. Theo báo cáo, gói hỗ trợ quân sự này sẽ bao gồm một số lượng không xác định Stryker và bom dẫn đường kính nhỏ phóng từ mặt đất, còn được gọi là GLSDB. Gợi ý của việc Mỹ gửi Stryker và GLSDB tới Ukraine trước đây đã nhận được sự chú ý của giới truyền thông. Trong đó, Trung tướng Mỹ đang nghỉ hưu Ben Hodges đã nhận định trên Twitter hôm thứ Tư về tác động tiềm tàng mà GLSDP có thể gây ra đối với cuộc chiến tại Ukraine. Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất GLSDP sẽ khiến người Nga có ít nơi ẩn náu hơn, ông Hodges trước đây từng là tướng chỉ huy của quân đội Mỹ ở châu Âu nhấn mạnh. Cuộc sống bắt đầu trở nên khó chịu đối với những nhân viên xử lý đạn không quân và hải quân Nga ở Crimea dọc theo cây cầu trên bộ và các đội sửa chữa trên cầu Kursk cũng sẽ sớm nếm trải điều đó, ông Hoshi nói thêm. Trong khi đó, Reuters nhận định GLSDP sẽ cho phép quân đội của Tổng thống Ukraine Zelensky tấn công sâu vào phía sau phòng tuyến của Nga. Gói khí tài mới của Mỹ dành cho Ukraine được cho là sẽ chỉ cung cấp thêm đạn và áo giáp mà không bao gồm xe tăng. Tổng thống Zelensky và các quan chức Ukraine khác đã nhiều lần yêu cầu xe tăng, nhưng Lầu Năm Góc tuyên bố họ tin rằng Ukraine đã được cung cấp đủ xe tăng từ các nước khác. Tuần trước, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố nước của ông sẽ sớm chuyển giao một đại đội xe tăng Leopard do Đức sản xuất cho Ukraine. Trong khi đó, Pháp đã cung cấp cho Ukraine một số xe tăng hạng nhẹ AMX-10RC. Vương quốc Anh gần đây cũng tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine xe tăng Challenger 2. Thủ lĩnh Chechnya Kadyrov Bất ngờ khích tướng tư lệnh lục quân Nga Tướng Valami Bodirev, người trước đây chỉ huy lực lượng lục quân Nga đã có lời đáp trả đối với nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov người đã gọi ông là tướng bla 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 Trước đó ông Kadyrov cho một cuộc phỏng vấn với Ahmed Dukayev Bộ trưởng Chính sách Quốc gia, quan hệ đối ngoại, báo chí và thông tin của Chechnya nói rằng Valami Bodirev đã bị giáng chức và chuyển tới quân khu Bắc Capcat vì ông đã không thực hiện được nhiệm vụ của mình không ai hạ cấp tôi, tôi đã nắm quyền chỉ huy của quận Bắc Cáp Cát và được chuyển tới một vị trí tương đương và chỉ huy quận Volga Uran. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về điều này. Vì một số lý do, ông Karirov đã làm như không nhớ năm 2008 và về việc thực thi hòa bình của Georgia. Vì một số lý do, ông ấy đã hoàn toàn bỏ qua giai đoạn đó. Cựu chỉ huy lực lượng lục quân Nga đáp lại lời chỉ trích của ông Ramzan Karirov. Ngoài ra, Ông lưu ý rằng Kadyrov không có quyền chỉ trích đại tá Alexander Lapin, người chỉ huy nhóm trung tâm của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến cuối tháng 10 năm 2022. Vào tháng 1, ông được bổ nhiệm làm tổng tham mưu trưởng của lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Nga. Theo Bordy Rep, chỉ có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng thống Nga Putin mới có thể chỉ trích Lapin. Bordy Rep tin rằng những lời chỉ trích từ những người khác chỉ là những lời xáo rỗng hoặc sự ồn ào bí mật có lẽ được khuyến khích từ một nơi khác nhà lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã nhiều lần chỉ trích đại tá Alexander Lapin và người sáng lập tập đoàn lính đánh thuê Wagner, Yevgeny Prigozhin. Ba Lan cảnh báo tâm lý mệt mỏi của phương Tây với chiến sự Nga Ukraina. Ba Lan cho rằng những bên ủng hộ Ukraina dường như đang tỏ ra có chút mệt mỏi khi cuộc chiến giữa Kiev và Nga đã diễn ra gần 11 tháng. Trả lời kênh TVP, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki ngày 18 tháng 1 cho biết những bên ủng hộ Ukraine dường như ngày càng trở nên mệt mỏi và thể hiện ít cảm xúc hơn. Liên quan đến cuộc xung đột diễn ra giữa Kiev với Nga, bất chấp việc phương Tây liên tục cung cấp khí tài và các viện trợ khác cho Ukraine, cũng như tạo áp lực kinh tế chưa từng có đối với Moscow. Vài tháng trước, các cuộc thảo luận ở mức độ cảm xúc khác và mối quan tâm cũng khác, phương Tây, thế giới tự do trở nên có chút mệt mỏi và muốn sống một cuộc sống bình thường. Hôm nay tôi nhận thấy điều này rất rõ ràng và tôi muốn cảnh báo các nhà lãnh đạo thế giới bởi vì Nga rất kiên nhẫn và có cách siết chặt Ukraine trong dài hạn, ông Morawiecki nói. Mọi người đều muốn sống trong một cuộc sống bình thường, nhưng nếu Ukraine bị suy sụp, liệu điều đó có phải là một cuộc sống bình thường hay không? Quan chức Ba Lan nhận định. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Moscow, đóng băng một nửa dự trữ vàng và ngoại tệ, đồng thời nhắm mục tiêu xuất khẩu năng lượng của Nga. Các quan chức Ukraine cam kết sẽ chiến đấu để giành lại toàn bộ lãnh thổ từ tay Nga trong khi các nhà lãnh đạo ở Mỹ và EU đã cam kết sẽ giúp đỡ chừng nào Kiev còn cần hỗ trợ. Tuy nhiên, theo cuộc thăm dò dư luận tuần này, khoảng một nửa số người dân ở 9 quốc gia EU ủng hộ việc nhanh chóng chấm dứt xung đột vũ trang ở Ukraine, ngay cả khi điều đó có nghĩa là Kiev sẽ phải có một số nhượng bộ với nga. kể từ khi xung đột xảy ra, Ba Lan đã trở thành một trung tâm chính để chuyển viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine. Và cùng ngày, tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã kêu gọi phương Tây hỗ trợ thêm khí tài hạng nặng và đạn cho Ukraine cảnh báo viễn cảnh Ukraine có thể không tiếp tục tồn tại nếu không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. Moscow đã nhiều lần cảnh báo phương Tây rằng việc gửi khí tài tới Kiev chỉ kéo dài giao tranh và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Mỹ và các đồng minh khẳng định họ không phải là một bên trong cuộc xung đột. Điểm danh các loại xe tăng, phương Tây sẽ viện trợ cho Ukraine. Cuối tháng trước, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine nổ ra vào ngày 24 tháng 2, các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine hơn 350 chiếc xe tăng cùng nhiều khí tài quân sự khác. Mỹ sẽ gửi xe tăng M1 Abraham cho Ukraine. Tuần trước, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã từ chối nói rõ liệu Mỹ có gửi xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abraham tới Ukraine hay không. Tuy nhiên trước đó, một nguồn tin Mỹ dẫn lời các quan chức giấu tên của Nhà Trắng nói rằng Washington sẽ không giao những chiếc xe tăng nặng 60 tấn này cho Kiev do chúng không phù hợp với quân đội Ukraine, do tiêu thụ quá nhiều nhiên liệu và dễ hỏng hóc. Tuyên bố này đã dội gáo nước lạnh vào chính quyền Ukraine khi giới chức Kiev nhiều lần đề nghị chuyển giao xe tăng do Mỹ sản xuất. Các quan chức mô tả loại khí tài này là thứ quan trọng đối với nỗ lực của Ukraine để giành ưu thế trước Nga. Anh sẽ cung cấp bao nhiêu xe tăng cho Kiev? Trong một diễn biến khác vào tuần trước, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng London sẽ cung cấp cho Kiev 14 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2. Theo Downing Street, Anh sẽ chuyển giao một phi đội Challenger 2 cho Ukraine trong vài tuần tới. Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng Anh Sir Patrick Sanders đã cảnh báo rằng việc cung cấp xe tăng Challenger 2 cho Ukraine sẽ khiến Anh tạm thời suy yếu và để lại khoảng trống trong kho khí tài của Anh. Ông Sander cũng thừa nhận quân đội Anh khá bất an trước quyết định gửi xe tăng chiến đấu chủ lực của nước này tới Ukraine. Xe tăng Leopard của Đức Berlin đang đứng trước sức ép chuyển giao xe tăng hạng nặng Leopard do Đức sản xuất cho quân đội Ukraine. Quốc gia hiện chủ yếu dựa vào các phiên bản của xe tăng T-72 thời Liên Xô để đối phó với lực lượng Nga. Song chính quyền Đức khẳng định Leopard 2, một trong những loại xe tăng chiến đấu tốt nhất của phương Tây, chỉ nên được cung cấp cho Ukraine nếu có sự chấp thuận từ các đồng minh quan trọng của Kiev. Về phần mình, trước đó, Ba Lan nói rằng họ muốn gửi 14 chiếc xe tăng Leopard 2 tới Ukraine trong nỗ lực phối hợp với NATO. Tuy nhiên, warsaw cần có sự chấp thuận của Berlin để triển khai kế hoạch này do các quy tắc quản lý việc tái chuyển giao thiết bị quân sự của Đức. Phần Lan cũng có kế hoạch tương tự khi đã bỏ ngỏ khả năng cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Tuy nhiên, giới chức nói rằng các hành động của Helsinki phụ thuộc vào lập trường của Đức. Ba Lan đã gửi bao nhiêu xe tăng tới Ukraine? Vaksava đã cung cấp cho Kiev hơn 260 chiếc xe tăng T-72 chỉ vài ngày sau khi Nga tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Vào năm ngoái, ông Pavel Sholok, Giám đốc Cục An ninh Quốc gia Ba Lan, nói với một hãng tin trong nước rằng Vaksava đã đang và sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đặc biệt là xe tăng T-72. Điều đáng chú ý, T-72 đã được đưa vào phục vụ trong quân đội Liên Xô từ năm 1972 kể từ đó chiếc xe tăng này đã được nâng cấp ít nhất 14 lần. Cộng hòa Séc đã viện trợ xe tăng cho Ukraine. Đầu tháng này, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã chỉ ra rằng các đối thủ của Nga đã tài trợ cho quá trình hiện đại hóa 100 chiếc xe tăng T-72 để cung cấp cho Ukraine. Theo giới chuyên gia, ông Medvedev dường như đang đề cập tới thỏa thuận ba bên giữa Cộng hòa Séc, Mỹ và Hà Lan. Những nước này đang có kế hoạch hợp tác cung cấp xe tăng T-72B đã được nâng cấp cho Kiev trước cuối năm nay. Một hãng tin của Mỹ vào năm ngoái cho biết, những chiếc xe tăng này đến từ kho khí tài của ngành công nghiệp quốc phòng Séc và chúng không phải là xe tăng của quân đội Séc. Trước đó vào năm 2022, truyền thông Séc cho rằng Praha đã cung cấp tới 40 chiếc xe tăng T-72 chưa được nâng cấp cho Kiev theo một phần viện trợ quân sự cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Séc xác nhận đã giao hàng nhưng vẫn kín tiếng về số lượng xe tăng chính xác. Slovenia giao xe tăng nào cho Ukraine? dường như Slovenia gửi những chiếc xe tăng cũ thời Liên Xô cho quân đội Ukraine. Hồi tháng 9 năm 2022, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Slovenia sẽ cung cấp cho Ukraine 28 xe tăng M55S, phiên bản nâng cấp của T-55 sản xuất từ năm 1958 đến năm 1979. Một tạp chí của Mỹ đã mô tả T-55 là xe tăng lỗi thời vô vọng, tuy nhiên chúng lại được coi là loại khí tài rẻ và đáng tin cậy. Hôm 16 tháng 1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định phương Tây đang sử dụng Ukraine là công cụ để thực hiện các mục tiêu chống Nga. Theo ông Peskov, việc phương Tây cung cấp các khí tài tối tân hơn cho Ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện cuộc chiến mà chỉ khiến xung đột leo thang hơn nữa. Ông đồng thời cảnh báo tất cả xe tăng của phương Tây sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Nga. Chúng tôi đánh giá và nhìn nhận hành vi này rất tiêu cực. Anh và các nước phương Tây khác đều nói về kế hoạch cung cấp mới, các thiết bị quân sự công nghệ và tiên tiến hơn. Hành động này không thể thay đổi được tình hình thực địa, Họ phải hiểu điều này, họ chỉ làm kéo dài toàn bộ câu chuyện và gây thêm rắc rối cho Ukraine. Họ đang sử dụng đất nước Ukraine như một công cụ để đạt được các mục tiêu chống Nga. Chiến dịch quân sự của chúng tôi sẽ tiếp tục và những khí tài của họ sẽ bị thiêu rụi, ông nói.